Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với thông tin dự báo diễn biến không khí lạnh. Trên đất liền, đêm 4 tháng 12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ 13 đến 15 độ C. Trong khi đó, trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài những ảnh hưởng của diễn biến không khí lạnh nói trên, người dân cần chú ý theo dõi tình hình mưa lớn ở Trung Bộ và phía Nam Tây Nguyên từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 5 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Nam Tây Nguyên từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Trong những ngày vừa nêu, các khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm.